Jake tin Ronaldo sẽ giúp mang u có danh hiệu. Thủ thành David GKA thừa nhận tác động của việc Cristiano Ronaldo đến Man United đã được cảm nhận thấy dần dần và Man United đã vào danh sách các ứng viên vô địch. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2021, Ronaldo đã bất ngờ quay lại Man United với giá 19,7 triệu bảng sau khi rời Juventus. Dù đã 36 tuổi nhưng CR7 ngay lập tức tỏa sáng với 4 bàn sau 3 trận và góp phần nâng cao niềm tin dành danh hiệu của Quỷ Đỏ. Chia sẻ với Sky Sports, GKA cho biết Tôi nghĩ Ronaldo đã tạo ra tác động ngay lập tức, thật tuyệt vời khi anh ấy quay về nhà. Ronaldo đã là một huyền thoại của câu lạc bộ, vì vậy tôi nghĩ đối với các cầu thủ trong đội, anh ấy đã trở thành tấm gương để tất cả noi theo. Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời và đầy chuyên nghiệp. Anh ấy vẫn luôn tập luyện chăm chỉ và giúp đỡ đội bóng cũng như các cầu thủ trẻ. Thật phấn khích khi được tập luyện với anh ấy. Chúng tôi đang có một đội hình mạnh mẽ với những ngôi sao lớn, nhưng cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Ronaldo, Rafael Varane Do mà ta hay tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành và mang về danh hiệu cho đội bóng. Ronaldo đã quen với việc giành các danh hiệu và anh sẽ quyết tâm giúp Man United trở lại hào quang trong mùa giải 2021-2022 này. Với sự xuất hiện của các tân binh như Ronaldo, Jaran và Jadon Sancho, Gea tình trạng mù đã đủ sức thách thức các danh hiệu. Chúng tôi đã ký hợp đồng với những cầu thủ giỏi và có được một đội hình tốt, thủ thành người Tây Ban Nha nói. Man United sẽ chiến đấu để giành các danh hiệu. Tôi nghĩ câu lạc bộ đang ở trạng thái tốt để giải cân khác danh hiệu. Man United vừa để thua West Ham tại vòng ba League Cup đồng thời thất bại trong trận ra quân tại Champions League trước Young Boy. Tuy nhiên, họ đang cùng dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém Liverpool và Chelsea về hiệu số.